Xin chào cả nhà, em vườn hoa lan rừng trọng mơ bếp. Hôm nay lại lên một cái phiên rất là đặc biệt để cho cả nhà mình sưu tầm. Hôm nay em lên toàn là những cái hàng giá rất là ưu đãi nè. Cả nhà mình xem từ đầu tới cuối, hôm nay em lên 20 mấy mã lận. Cả nhà mình xem từ đầu tới cuối để có những cái mã yêu thích nha. Hôm nay tranh thủ săn hàng nha cả nhà. Rồi em sẽ lên là mã A, A1 nè. Kim Điệp Xuân 95.000, hàng đang hoa và Kim đang Điệp nụ Xuân, nè. 95.000. Đó, anh chị này mình muốn sưu tầm những cái giò này thì cả nhà mình chốt nè. Cây thì bên em đã chuẩn thuần khỏe rồi, đang hoa đang nụ cho cả nhà mình luôn. Rồi tiếp theo mẹ thứ hai là kim điệp nhựa nha cả nhà. Đó, anh chị này mình chưa có cái dòng kim điệp nhựa như thế này thì cả nhà mình sưu tầm ngay nha. Mẹ A2 nè, 80.000 một chậu thôi. Để trồng thuần khỏe trong chậu như thế này luôn rồi. Về cả nhà mình chỉ việc mình treo lên mình chơi thôi ha. Mình sưu tầm cái giống mà. Rồi tiếp theo A3 này em đang có là thanh đạm nha cả nhà. Thanh đạm chia sẻ cho cả nhà mình 70.000 một chậu thanh đạm. Hoa thanh đạm thì nó cũng khá là A3 bền. Thanh đạm, chia sẻ cái giá rất là mềm rồi. Rồi tiếp theo lên cho cả nhà mình là hoàng thảo long tu. À, hoàng thảo long tu cây đang nụ này cả nhà ơi, cái dòng này là dòng thân thông. Cả nhà mình chơi hoa xong á thì cái mầm gốc nó sẽ lên, là cả nhà mình chăm tiếp một cái mùa xanh mướt tiếp theo ha. Rồi A4 long tu 120.000 một bảng nha cả nhà. A4 long tu 120.000 một bảng. Rồi tiếp theo lên cho cả nhà mình là sơn thủy tiên A5. Cũng 120.000 một chậu luôn. Cái này thì toàn bộ bên em đã trồng thuần khỏe. Như những cái chậu sơn thủy tiên này á thì bên em đã trồng thì phải ngoài 2 năm luôn rồi. Đây để em thử, em test thử trên một cái chậu cho cả nhà mình xem nè. A5 sơn thủy tiên em test thử trên một cái chậu nè. Coi như cả nhà mình mua hàng bên em thì cứ yên tâm, hàng thì trồng thuần rồi. Em chia sẻ giống cho cả nhà mình thôi. Như cái này bên em cũng đã trồng, trồng nó thuần lâu nè, ngoài 2 năm trời luôn rồi. Cả nhà mình về muốn về sang chậu nó rất là dễ nha. Cả nhà mình cứ bóp chặt chậu cho em, bóp quanh chậu như thế này nè, để cho là cái rễ hay là cái giá thể nó mềm ra, rồi mình bắt đầu mình mới dỡ cái chậu ra nó mới dễ được nha cả nhà. Cứ bóp quanh chậu từ trên xuống dưới nè. Đó, cả nhà mình dỡ ra nhẹ nhẹ. Cứ tùy vào cái thân gà nha. Đó. Đây, em rút ra nhẹ nhẹ. Đó, cả nhà nhìn xem nè, cây thì bên em đã trồng thuần gần hơn 2 năm trời nè, bộ rễ như thế này. Cả nhà mình có thể mình lấy 2, 3 chậu, 4, 5 chậu gì cũng được, mình về mình gộp lại thành một cái chậu lớn, mình sang vào chậu gỗ cũng được. Nó rất là dễ, thao tác nó rất là dễ, cả nhà ơi, hàng trồng thuần bên em, cả nhà xem nè, rất là chất lượng luôn, cả nhà mình mua bên em thì cứ yên tâm. Rồi mình về mình sang thành một cái chậu lớn, tính ra cái giá trị của một cái chậu lớn, cả nhà mình mua về thì nó chỉ có vài trăm ngàn thôi. Rồi tiếp theo lên cho cả nhà mình ha. Rồi mã A6 nè, Hoàng Phi Hạt. Hoàng Phi Hạt chia sẻ cho cả nhà mình là 95.000 một chậu A6, nha. Hoàng Phi Hạt 95.000 một chậu. Rồi cầm giùm em một chậu này. Đó, 95.000 một chậu cho cả nhà mình xem nè. Rất là giá trị luôn, mà cả nhà mình mua chỉ có 95.000, trồng thuần bao nhiêu lâu, cây lên đã khỏe đẹp luôn rồi. Em có một cái mã đặc biệt cho cả nhà mình đã nha. Em đang có một cái mã đặc biệt đi. Em có Hoàng Phi Hạt. Hoàng Phi Hạt đây là mặt hoa đột biến của Hoàng Phi Hạt nè, nó là mắt đen nha cả nhà. Đó, còn bình thường thì hoa chỉ có trắng vàng thôi. Cái này là Hoàng Phi Hạt mắt đen nè, chia sẻ cho cả nhà mình là 150.000 một chậu thôi. 150.000 một chậu Hoàng Phi Hạt mắt đen. Mà nhìn mắt đen, Hoàng Phi Hạt mắt đen 150.000. Nhìn mắt đen, nhìn cây nó rất là chất đúng không cả nhà, nhìn nó có hồn lắm, nhìn nó lạ. Anh chị nào mình muốn sưu tầm cái mặt hoa đó thì cả nhà mình cứ nhắn với em. Rồi tiếp theo lên cho cả nhà mình là A7 nè, nhãn tháng 8 gieo hạt nha. Cây bên em thì để ghép vào trên cái cục gỗ chậu rất là kỹ càng nè, rễ đã đi như thế này luôn rồi. 90.000 một chậu thôi, 90.000 một chậu nhãn tháng 8. A7 nhãn tháng 8 90.000 một chậu. Rồi tiếp theo A8 nè, chậu cũng vẫn là nhãn tháng 8 nhưng mà chậu hai cây nha cả nhà. Cả nhà nhìn xem nè, bộ rễ nè đang đi xanh khỏe nè, đã bám chắc như thế này luôn rồi thì em mới nhận đóng hàng đi xe cho cả nhà mình. Đã thuần khỏe luôn, cả nhà mình yên tâm nha. 180.000 là chậu hai cây. Rồi tiếp theo lên cho cả nhà mình là quế lá xếp Hòa Bình nè. Dòng quế lá xếp cái này em chia sẻ giống cho cả nhà mình thôi. Mẹ này sẽ là mẹ A9 nha cả nhà. A9 75.000 một chậu. Một chậu A9, thì nó sẽ có hai cây như thế này nha. 75.000 một chậu, nói chung là cây bên em thì đã thuần và rất là đều sai đều cây như thế này nè. Cả nhà mình mua bên em thì cứ yên tâm. Quế lá xếp Hòa Bình nó là dòng quế trắng nha cả nhà. Quế trắng thì hoa rất là thơm, hoa rất là thơm, nở vào tháng 8 nha cả nhà. Đó, nó gọi là quế trắng tháng 8 đó. Rồi tiếp theo lên cho cả nhà mình là mẹ A10 nè, Hoàng Thảo Vôi.
trong một cái chậu như thế này, 100.000 một chậu. Chia sẻ cho cả nhà mình 100.000 một chậu thôi. Đây nè, cây thì đang nụ nè, mà cái dòng thân thông thì cả nhà mình cứ chơi hoa xong đi là mầm gốc nó sẽ lên khỏe đẹp nha. Đó, anh chị nào mình muốn sưu tầm, nó là dòng thân thông thì nó xuống hết toàn bộ lá để cho hoa. Nên là cả nhà mình sẽ thấy nó là những cái thân trơ trọi. Sau là hoa xong là bắt đầu là mầm gốc nó lên, cả nhà mình thấy mới thấy được cái độ xanh mướt của nó. Rồi tiếp theo là A11 nè, 70.000 hoàng thảo vôi. Anh chị nè, mình muốn sưu tầm hoàng cái chậu vôi, nhỏ hơn mà. Đó, 11, mình muốn sưu tầm làm giống thì cả nhà mình cứ chốt với em nha. Cây nó cũng đang cũng có ít nụ, nhưng mà do thân nó ngắn hơn á, anh chị nè mình cũng muốn làm sưu tầm giống thì cả nhà mình chốt. Nói chung thì bên em thì đã lên theo mã rồi. Bên em đã lên theo mã rồi nên là cả nhà mình cứ chốt theo mã là chuẩn nhất nha. Đó, muốn lấy vôi to hay vôi nhỏ thì cả nhà mình chỉ việc chốt theo mã là chuẩn nhất nè. Rồi tiếp theo là A12 hoàng thảo vôi. Cái này là những cái bảng cây rất là đẹp nè, đang nụ nha, siêu nụ luôn cho cả nhà mình luôn. Siêu nụ luôn, 160.000 một bảng. A12 hoàng thảo vôi, 160.000 một bảng, rất là đều bảng luôn nha. Anh chị nào mình muốn sưu tầm thì báo với em, hoàng thảo vôi siêu nụ. Đang nụ rất là nhiều những cái bảng như thế, cả nhà mình cứ mua đi. Cả nhà mình về mình chăm sóc, sau hoa là mầm gốc lên đẹp rồi cả nhà mình sẽ thấy như những cái lời em nói ha. Mầm lên xanh mướt là nhìn yêu thích liền à. Rồi tiếp theo A13 lên cho cả nhà mình là chuỗi ngọc nha. Chuỗi ngọc đang nụ như thế này nè, 130.000 một chậu thôi. Chuỗi ngọc nụ đó, 130.000 một chậu. Cả nhà mình có thể mình chụp màn hình, mình yêu thích cái mẻ nào mình có thể mình gộp đơn. Còn cái phí ship mà cả nhà mình thanh toán cho bên bưu điện giao hàng tận nhà là 40.000 nha. Cả nhà mình có thể lấy 2-3 chậu, 4-5 chậu cũng được. Đó, đóng gộp được một thùng thì phí ship vẫn là 40.000, nó rất là lợi. Còn bên em thì em cũng đã bán cái giá rất là mềm, cái giá nó sát để cho cả nhà mình sưu tầm rồi. Nên là cả khi cả nhà mình lấy nhiều thì cái phần ship nó cao thì em sẽ hỗ trợ cái phần thiếu. Rồi A14 nè, chuỗi ngọc chậu to dày đẹp hơn, 180.000 nha cả nhà ơi. A14 ha, 180.000 hoa lan chuỗi ngọc. Này cũng đã trồng thuần rất là khỏe luôn rồi cả nhà xem nè. Bắt đầu hoa là sau hoa là mầm gốc nó sẽ lên cao đẹp, là cả nhà mình lại chăm sóc tiếp một cái mùa tiếp theo, không cần phải lo lắng gì hết đâu. Rồi tiếp theo lên cho cả nhà mình là hoa lan kiều vuông nha. Hoa lan kiều vuông nè, em chia sẻ cho cả nhà mình là 170.000 một chậu. 170.000 một chậu thôi. Kiều vuông, nói chung là hàng nó rất là đồng đều luôn đó, 170.000 một chậu nè. Đó, anh chị là mình sưu tầm thì cả nhà mình chốt ngay theo mã giúp em nha. Cây đã trồng thuần khỏe rồi, bên em thì dùng chăm sóc hữu cơ thôi. Như cả nhà nhìn xem nè, phân chì nè, phân hữu cơ nè, rất là đơn giản, phân đồ cũng có đầy đủ hết rồi. Về nhà mình chỉ cần tưới nước chăm bón thêm thôi. Còn về phân bón chăm sóc, cả nhà mình có cần tư vấn hỗ trợ gì thêm thì cả nhà mình cứ nhắn ha, bên em sẽ tư vấn cho. Rồi tiếp theo A16 nè, đây là kiều tím yên tử diêu hạt nha. Cái dòng này thì do bên em làm từ cái cây mẹ, là cái quả mẹ, là cái dòng kiều tím yên tử mặt hoa đậm đẹp. Thì bên em cũng đã có một vài cây sổ rồi, mặt hoa tím rất là đẹp. Anh chị nào mình muốn sưu tầm, mình tham khảo, mình sưu tầm cái dòng này thì cả nhà mình có thể cứ nhắn qua cho bên em. Rồi A16 kiều tím yên tử như thế này, 350.000 một chậu. Cây thường khỏe nha cả nhà. Trời ơi, một chậu như thế này rất là đáng sưu tầm. Anh chị nào mình muốn sưu tầm cái dòng này thì chốt ha. Rồi A17 nè, thân to khỏe mập đẹp hơn nè. A17 nha cả nhà, nhìn xem cái lớp lụa nè, cây đã thuần khỏe rồi, nên nói chung là bên em chăm sóc hữu cơ thôi à. Nè, rồi, mã A17 450.000 nha cả nhà. 450 một giò như A17, thế này. A17 kiều tím yên tử 450.000 một giò. Rất là dày thân, dày thân lắm cả nhà ơi. Rồi tiếp theo A18 nè, lên cho cả nhà mình là cái chậu dẻ hạt như thế này, 240.000. Cái này là dòng thân thòng. Dẻ hạt 240.000 à. 240.000, đây là dòng thân thòng nha cả nhà. Chuẩn bị là nó sẽ xuống lá nè, nó đang lác đác vàng lá, nó chuẩn bị xuống lá để cho hoa. Dẻ hạt thì hoa rất là thơm nha. 240.000 thôi, một chậu như thế này. Cả nhà mình sưu tầm rất là ok đó. Dẻ hạt hoa thơm lắm, hoa trắng tím, hoa thơm. Rồi tiếp theo lên cho cả nhà mình là A19 nè. A19 em đang có những chậu dẻ hạt như thế này, chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 40.000 một chậu thôi. A19 dẻ hạt 40.000 một chậu à. Nha. Đó, anh chị nè mình muốn gộp đơn ha, mình muốn gộp đơn. Nói chung cây thì em đã lựa một số cây khỏe đẹp chất lượng như thế này thì em mới lên cho cả nhà mình. Cây nói chung là đảm bảo ok, chuẩn đẹp cho cả nhà mình hết ha. 40.000 một chậu thôi cả nhà ơi. Phiên hôm nay cả nhà mình sưu tầm thì nói chung là rất là hợp lý luôn rồi. Rồi tiếp theo A20 nè, em lên cho cả nhà mình là hài vệ nữ nha. Hài vệ nữ 150.000 hai chậu.
đặc biệt nha cả nhà, 150.000 hai chậu. Tại vì là những cái chậu hài này là nói chung là bên em chỉ còn ít chậu à, còn có vài chậu thôi nên là em mới để cái giá ưu đãi. Nói chung là số lượng rất là ít nha. Những cậu chậu hài này cả nhà mình tranh thủ sớm nè. Rồi tiếp theo là hài móc hồng nè. Trời ơi cái hài móc hồng này em thích lắm. Cái màu hồng hồng của nó dễ thương lắm. Rồi E21 hài móc hồng 150.000 hai chậu nha cả nhà ơi. 150.000 hai chậu. Số lượng thì ít lắm. Em chỉ còn ít nên là em mới sale, em mới tính cái giá rất là mềm cho cả nhà mình mua. Nhưng cái này em chỉ bán theo cặp nha cả nhà. Em để còn ít lời em chỉ bán theo cặp thôi. Em sẽ không tách lẻ. Rồi E22 hài Henry 150.000 hai chậu luôn cả nhà ơi. Hài Henry để trông thuần khỏe đi rễ rất là khỏe đẹp luôn rồi, hai chậu 150.000 à. Đó các anh chị cô chú nhà mình tranh thủ sưu tầm sớm ha. Rồi E23 hài táo nha. Hài táo 100.000 một chậu. Cái này thì 100.000 một chậu thôi nha cả nhà, 100.000 một chậu thôi. Đó là phiên hôm nay em lên rất là nhiều mã ưu đãi luôn rồi. Các anh chị mình tranh thủ mình sưu tầm mỗi thứ một ít. Mình về hài thì hoa nó nở rất là bền nha cả nhà. Rồi E24 này hài kim 100.000 một chậu luôn. Trời ơi, hài kim rất là dày thân nha cả nhà ơi, rất là dày thân. Những cái giò như thế này cả nhà mình sưu tầm cây nó về những cái dòng hài thì hoa lại chơi bền nữa, mỗi thứ một cây đi cả nha. Rồi E25 hài giáp nè. E25 hài giáp 100.000 một chậu nha cả nhà. E25 hài giáp 100.000 cây đã thuần khỏe như thế này rồi, 100.000 một chậu. Nói chung như cái phiên hôm nay nè cả nha. Phiên hôm nay nè cả nhà mình sưu tầm mỗi thứ một ít đi, mình gộp đơn luôn cho nó lợi, đóng gộp một thùng thì nó rất là lợi luôn đó cả nha. Rồi tiếp theo E26 nè. Lên cho cả nhà mình là hoàng lan, toàn bộ là những cái cây trưởng thành như thế này hết rồi. 250.000 một chậu như cả nhà mình thấy nè. Em đứng xa cho cả nhà mình xem được là một cái chậu nó sẽ to như thế nào. Đó, một cái chậu rất là to, những cái giò như thế này là cả nhà mình sẽ sớm cho hoa. 250.000 một chậu, rất là nhiều giống trên đây nha cả nhà. Toàn bộ là hàng cây trưởng thành hết rồi, là về cả nhà mình sẽ sớm có hoa chơi nè. Đó, cây bên em thì giờ phân bón đồ đầy đủ hết rồi. Cả nhà mình về chỉ cần chăm nước non thôi. Chậu nhỏ hơn. Rồi tiếp theo E27, cái mẻ này là mẻ cuối cùng luôn rồi. Anh chị nào mình sưu tầm tới mẻ cuối cùng này nè cả nhà. Hoàng lan thì em sẽ có chậu nhỏ hơn như thế này. Chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 130.000 một chậu thôi. E27 130.000 một chậu. Đó, 130 nha, toàn bộ là những cái cây khỉ đẹp hết. Bên em đã cũng đã cắt tỉa gọn gàng như thế này nè, trồng thuần cả nhà nhìn xem bộ rễ như thế này nè. Rồi phiên hôm nay thì em đã lên rất là nhiều mẻ ưu đãi luôn rồi. Cả nhà mình chốt cái mẻ nào gộp đơn hay gì thì cả nhà mình tranh thủ nha. Nhắn tin chốt đơn bên em hoặc là để lại số điện thoại, bên em sẽ có nhân viên tư vấn và hỗ trợ chốt đơn cho cả nhà mình. Rồi em xin chào cả nhà.